Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh vlog của Trần Anh Tuấn. Thì hôm nay Tuấn xin giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm đến từ biển chết. Đó chính là muối khô đến từ biển chết của thương hiệu Secret. Thì cái muối khô đến từ biển chết này nó có tác dụng như thế nào thì sau đây Tuấn sẽ chia sẻ với các bạn tác dụng của nó. Các bạn nhìn thấy cái bao bì đấy, logo thương hiệu này, rồi là bao bì này, tất cả các thứ đều rất là xịn sò. Hạt muối thì khi mà mình mở nắp ra ấy, mình ngửi mùi muối thì nó rất là thơm bạn ạ, nó rất là thơm và hạt muối nó rất là tinh này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, hạt muối rất là tinh. Và một hũ muối này thì nó có cái dung lượng là 350g nhé các bạn nhé. Muối này có dung lượng là 350g. Vậy thì cái muối khô của biển chết này nó có tác dụng gì? Thì đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn một điều là biển chết là gì? Biển chết là nằm ở Israel. Và biển chết thì thấp hơn so với mặt nước biển là 430m. Thấp hơn so với mặt nước biển nhé bạn nhé. Thấp hơn so với mặt nước biển là 430m. Và ở biển chết thì là có rất là nhiều khoáng chất hàng triệu năm qua thì là có rất là nhiều khoáng chất, rồi là tất cả các chất dinh dưỡng đổ về và hơi nước bốc lên thì nó sẽ đọng lại là những cái khoáng chất ở đó. Và chính vì bởi vì nó có nhiều cái khoáng chất ở đó thành ra là cái muối biển chết này nó có tới 26 loại khoáng chất khác nhau. Và như vậy thì là nó sẽ giúp cho bổ sung cái dưỡng chất cho da của bạn. Vậy thì là cái công dụng đầu tiên của cái muối biển chết là gì? Là bạn có thể sử dụng 1 đến 2 thìa cà phê, bạn pha loãng vào trong bồn tắm. Tất nhiên là bạn pha ít nước thôi chứ đừng có pha quá nhiều nước. Và sau đó thì bạn ngâm toàn bộ người vào đó. Thì khi mà bạn ngâm toàn bộ người vào nước có chứa muối của biển chết ấy, thì nó sẽ giúp cho bạn là cái da của bạn là sạch da và sạch bụi và làm sạch cái dầu gọi là cái tiết dầu ở lỗ chân lông ra. Và cái công dụng thứ hai của muối khô biển chết đó là gì? Là giúp là sát khuẩn. Đấy, giúp cho cái da của bạn sát khuẩn, giúp cho bạn sát khuẩn và giúp cho những cái bạn nào mà bị viêm lỗ chân lông này, rồi là mụn trứng cá này, hay là đầu đen này, thì nó đều sẽ làm cho cái mụn đấy nó sẽ nó gọi là tiêu viêm đi, kháng viêm đi. Đó, cái công dụng thứ ba là gì? Là ngoài cái việc là kháng viêm ra thì cái muối biển chết này còn có muối khô biển chết này còn có tác dụng là tẩy da chết. Đấy, tẩy ra cái lớp phía thượng bì phía trên của các bạn. Đấy, thì khi bạn tẩy da chết được ý, thì khi mà bạn đắp cái bôi kem dưỡng này, rồi là những cái serum này, thì nó mới thẩm thấu nhanh được vào da và nuôi dưỡng được da. Công dụng thứ năm của cái muối khô biển chết là gì? Là nếu mà bạn mà hay là con cái của bạn mà bị côn trùng cắn chẳng hạn, thì bạn có thể là pha cái muối biển chết và bôi lên cái chỗ vết côn trùng cắn thì nó cũng làm sát khuẩn và nó cũng làm dịu cái vết thương côn trùng đi. Công dụng thứ sáu của muối khô biển chết đó là gì? Là muối khô biển chết sẽ khi mà bạn pha loãng pha muối khô như kiểu là một cốc nước muối loãng ấy và để súc miệng ấy, thì nó sẽ làm coi như là giống như là một cái vệ sinh răng miệng của bạn và giúp cho cái răng miệng của bạn sạch. Và khi mà sạch cặn bám này thì lúc đấy là răng miệng của bạn nó sẽ thơm tho hơn, đúng không ạ? Và giúp cho việc là nếu như bạn bị nhiệt hay là bạn bị những gì liên quan đến miệng chẳng hạn thì nó sẽ là đỡ cái bệnh đó. Một tác dụng tiếp theo ngoài cái việc mà ở tác dụng đầu tiên là bạn tắm toàn thân, thì đối với người già và đặc biệt là những bà bầu chẳng hạn thì mình có thể là pha
mình có thể ngâm chân ngâm mình có thể đổ một ít nước nóng vào và mình ngâm chân và mình cho một một đến một 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 thìa một hai thìa muối, là nghĩa là tùy bạn, bạn sẽ cân chỉnh sao cho nó hợp lý đó, và ngâm cái chân của bạn vào trong vòng 10 phút cho đến khi nước nguội đó, nhưng mà đừng để nước nguội hẳn đó. Sau đó thì bạn chuyển qua bạn ngâm nhúng vào nước lạnh để cho là cái chân của mình nó đóng lại và để nó giữ cái khoáng chất ở trong chân, ở trong da, trong da. Thì như vậy là nó chữa trị những cái bệnh về viêm đau xương, đau khớp ở chân là rất là tốt. Công dụng thứ 8 nó là cái muối khô này thì có thể sử dụng để làm các cái trị dạn da cho các bà bầu sau sinh đấy, và nó rất là hiệu quả đấy. Và công dụng thứ 9 đó là gì? Như là mình đã nói ở cái mục đầu tiên, công dụng đầu tiên ấy, nó là bởi vì cái muối khô này thì có tận tới là 26 loại khoáng chất đó, và đều là những cái khoáng chất mà nó rất là hữu ích cho da, và da của bạn, bạn cứ tưởng tượng là bây giờ thì khói bụi này, bụi mịn này, tất cả thứ là mình đi ra ngoài đường mình tiếp xúc rất là nhiều, và như vậy thì là mình cần phải bổ sung lại cái dưỡng chất cho da để làm cho da của mình nó khỏe hơn và da của mình nó sáng hơn lên. Và nếu như các bạn mà dùng cái muối khô này thì là rất là tuyệt vời. Muối khô này thì có thể sử dụng cho từ trẻ em từ 1 tuổi trở lên và cho tới người già. Thành ra là nếu như mà nhà bạn mà có cả trẻ em, người già và chính bạn thì bạn nên sở hữu một cái lọ muối khô này. Đó. Bạn sở nên sở hữu một loại muối khô này, và hãy inbox cho Tuấn để biết được cái giá của một cái loại muối khô này là bao nhiêu tiền, hoặc là bấm vào chi tiết của cái video này để xem dẫn đến cái đường link mà giúp cho bạn mua cái lọ muối khô này với việc là giảm giá 30% so với giá bán lẻ thông qua cái đường link của Tuấn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở cái phần review những sản phẩm tiếp theo.